cách mặt biển hơn 1.000 mét, nơi những đám mây vần vũ quanh các đỉnh núi. Số phận của một hòn đảo và cả một vùng đang trở nên mong manh. Ở vùng Caribe, núi lửa có rất nhiều kiểu hoạt động. Khí nóng phun lên từ lòng đất, làm nóng nước. Hồ nước sôi ở Dominica là hồ nước nóng lớn thứ hai trên thế giới. Tại đây, nơi mảng kiến tạo Caribe gặp mảng Đại Tây Dương, phần lõi nóng chảy của trái đất dồn lên bề mặt tạo ra những hòn đảo núi lửa. Thung lũng cô độc nằm cạnh hồ nước sôi được đặt hợp với hoàn cảnh như vậy. Những lớp cặn sắt và lưu huỳnh vàng cho thấy lớp vỏ trái đất ở nơi này mỏng như thế nào. Cổng ngõ đến địa ngục, thay đổi vị trí liên tục, phá hủy bất kỳ sự sống nào định hình thành. Nhưng đây không chỉ là một thế lực tàn phá. Những đỉnh núi lửa thu hút mây nên những khu rừng mưa rậm rạp phát triển mạnh trên sườn núi. Cây khoai nước mọc phía trên và bên dưới những tán cây to lớn, rất nhiều cây trong số đó đã hàng trăm năm tuổi. Với những chiếc lá rộng đến cả mét vuông, đây là loài cây có lá to nhất ở vùng Caribe. Bọ hung Hequin thích quả của cây khoai nước, nhưng chỉ vào giai đoạn cuối cùng trong vòng đời 3 giai đoạn của chúng. Loài côn trùng khổng lồ này có thể dài đến 15 cm. Chúng mất 2 năm làm ấu trùng trong gỗ mục, sau đó mới trở thành bọ hung chỉ trong vòng 2 tháng. Khi đó, ham muốn giao phối của chúng mạnh hơn tất cả các loài khác. Mùi hương mà bọ hung cái tỏa ra đã thu hút hai con đực. Nếu đối thủ không chịu rút lui khi gặp những tác động đe dọa và những tiếng gầm gừ thì cuộc chiến sẽ bắt đầu. Theo lời người dân Dominica và Guadalupe thì gọng kìm của loài côn trùng này đủ khỏe để bẻ gãy cả cành cây. Những trận chiến này thường dẫn đến cái chết. Mạnh mẽ đúng như tên của nhân vật huyền thoại, bọ hung Hequin có thể nâng vật nặng gấp 8 lần trọng lượng cơ thể chúng. Đặt chân đến được và sinh sống ở những hòn đảo biệt lập ở rìa tận cùng của vùng Caribe là một thách thức đối với cả động vật và con người. Những hình chạm khắc ở Lesser Antilles mà những người da đỏ Arawak tạo ra cách đây gần 2.000 năm là bằng chứng duy nhất cho thấy người cổ đại đã từng định cư ở vùng này. Người Arawak đã bị quân chinh phục Tây Ban Nha làm cho tuyệt diệt. Mặc dù gần như chẳng để lại dấu vết gì, nhưng những người định cư đầu tiên này đã thay đổi tự nhiên vùng Lesser Antilles. Những con người đầu tiên chu du trên các hòn đảo đã mang theo một loài rùa Nam Mỹ để làm thực phẩm sống khi đi xa. Họ thả một số con ra tự nhiên để những người đến sau có cái mà ăn. Vì thế mà người ta có thể bắt gặp rùa chân đỏ lang thang trong rừng ở Guadeloupe, cách quê hương của chúng hàng nghìn km. Mỗi người mới đến lại làm thay đổi một thứ gì đó. Loài cua ẩn sĩ hay còn gọi là ốc mượn hồn sinh ra dưới biển. Khi còn nhỏ xíu, chúng bò lên bãi biển, chui vào những cái vỏ ốc biển. Nguồn thức ăn dồi dào đã thu hút chúng vào sâu trong núi. Nhưng càng lớn thì cua ẩn sĩ càng cần cái vỏ to hơn. Chỉ khi ốc bươu xuất hiện thì cua ẩn sĩ mới không phải nhọc công quay về biển để đổi nhà nữa. Khổ thân chú cua, kiệt tác tuyệt đẹp này đã có chủ. Tìm được ngôi nhà lý tưởng ở trên núi chẳng khác nào trúng xổ số. Nhưng
Nhưng ốc bươu không sống mãi. Nó chỉ cần có kích thước phù hợp. Cua ẩn sĩ vốn rất tự trọng nên không bao giờ để lộ phần thân sau của mình lâu hơn mức cần thiết, nên nó tái định cư cực kỳ nhanh. Chỉ ít là theo tiêu chuẩn về tốc độ của cua ẩn sĩ. Nhờ có những con ốc bươu đã ra đi từ lâu mà nhiều chú cua ẩn sĩ không phải vất vả lặn lội trở về bãi biển. Những dòng nham thạch do núi lửa phun trào tạo ra từ thời xa xưa thường nhốt các loài động vật và thực vật trong một khu vực tương đối nhỏ hẹp, cô lập chúng với xung quanh. Với những loài có vòng đời ngắn như bọ que thì điều này có thể dẫn đến việc nhanh chóng sản sinh ra loài mới. Những hẻm núi dốc đứng hiểm trở do hoạt động núi lửa tạo thành là trở ngại khó vượt qua đối với những loài động vật di chuyển chậm này. Bị cô lập, các loài thay đổi diện mạo và chuyên biệt hóa. Hầu hết bọ que chỉ ăn lá của một hai loại cây, những loại cây mà có thể ở thung lũng kế bên không hề có. Những phương thức hoạt động của bọ que thì vẫn thế. Ban đêm, chúng rời khỏi những cây to nơi chúng ngủ. Dưới đất, một hành trình mới bắt đầu, một hành trình thường xuyên bị gián đoạn. Những gián đoạn này là do đặc điểm phân biệt các đảo núi lửa với những hòn đảo khác ở Caribe. Mưa dông. Mây tích tụ sát vào các sườn núi dốc đứng nên trời mưa ngay cả vào mùa khô. Những con côn trùng mỏng manh này buộc phải ẩn nấp. May mà mưa rào cũng ngắn thôi. Khi mưa tạnh, những con vật bình thường trông rất điềm tĩnh này biến thành những cỗ máy ăn nhiệt tình ở thung lũng của dinh chúng, trên cái cây đặc biệt của dinh chúng, và có đi cả 100 mét nữa cũng chẳng hy vọng gặp được người họ hàng nào. Một loài vật khác sống tại môi trường núi lửa này cũng đã từng chỉ có ở Dominica. Ếch ương khổng lồ, còn gọi là gà núi, từng sống ở một khu vực chỉ rộng 25 km vuông. Giờ đây, George Brown và các kiểm lâm viên khác ở vườn quốc gia thấy loài ếch này ngày càng ít đi. Trong 15 năm qua, vì nhiễm nấm nên số lượng ếch giảm đi hẳn. Nấm thâm nhập cơ thể ếch qua da và hủy hoại hệ miễn dịch. Chỉ có vài trăm con ếch sống sót. Dùng mẫu da và nước bọt, các kiểm lâm viên muốn biết tại sao một số sinh vật lưỡng cư dường như miễn nhiễm. Những con vật này là hy vọng cuối cùng cho giống loài của chúng. Có lẽ những mẫu này có thể được sử dụng để chế ra một loại thuốc giải độc. Mỗi con vật được cấy một con chip để có thể nhận dạng nó khi được bắt lại. Các kiểm lâm viên dự định xây dựng một cái nhìn tổng quan về loài này và phương thức di chuyển của loài ếch. Hiện giờ thì có vẻ như chỉ có một chương trình nhân giống ở địa điểm an toàn mới có thể cứu được loài này. Dominica và Guadeloupe ở cách xa đất liền. Vì thế mà có rất ít loài thú có vú ở rừng mưa trên những hòn đảo này. Bò sát và côn trùng là bá chủ, không có đối thủ ở nơi này. Loài thằn lằn đuôi củ cải Caribe sống bằng những loài dế đông vô kể ở đây. Khi con thằn lằn di chuyển một cách im lặng tuyệt đối xuyên qua tầng cây thấp,
con mồi của nó không hề biết nguy hiểm sắp ập đến. Đôi mắt cực kỳ chuyên biệt của nó có thể tập trung nhìn vào con mồi trong bóng tối. Vai trò của các loài này dường như được phân định rõ. Bò sát săn mồi tàn nhẫn và con mồi, côn trùng không phòng bị, giết và bị giết. Nhưng đôi khi, các loài vật trên những hòn đảo núi lửa ở Caribe tự đặt ra những nguyên tắc của chúng. Loài dế khổng lồ có tên là Moscatidis thì không sợ gì hết nhờ có bộ hàm khỏe. Loài dế này chỉ có ở Guadeloupe và có thể giết chết thằn lằn. Con thằn lằn vẫn nằm im. Dường như nó biết đến sự nguy hiểm của con dế khổng lồ kia. Ở nơi kết thúc rừng mưa, nơi núi lửa và biển cả lao vào một cuộc chiến bất tận, có những vùng đất nhỏ dành cho những loài vật có thể hưởng lợi từ sức mạnh của núi lửa. Trong 20 năm ròng, cứ từ tháng 3 đến tháng 8, Simon Jock lại đứng canh gác cho những chú rùa ra ở vùng bờ biển phía đông Cộng hòa Dominica. Khi Simon bắt đầu bảo vệ bãi biển này khỏi nạn săn bắt của những người đồng hương, chỉ với một ngọn đuốc và một cây gậy, chỉ có 8 con rùa cái đến đây đẻ trứng. Đói nghèo khiến những người dân địa phương buộc phải giết những con rùa cái nặng đến cả tấn, ngay khi chúng vừa lê bước lên đến bãi biển. Loài rùa lưng da không thể tự nghĩ ra chiến lược sinh tồn vì bản năng đòi hỏi chúng phải trở lại bãi biển nơi chúng được sinh ra. Trên đất liền, những con vật khổng lồ siêu chậm chạp này trở thành con mồi quá dễ tấn công. Trứng rùa bị thu gom cùng lúc rùa mẹ bị giết, nên rùa da gần như biến mất hoàn toàn ở Cộng hòa Dominica. Từ khi Simon bắt đầu bảo vệ bãi biển này, số lượng rùa da bắt đầu phục hồi. Năm nay, hơn 160 con rùa cái đã đến bãi biển, mỗi con đẻ gần 100 quả trứng. Simon gắn thẻ và kiểm tra từng con rùa. Khi rùa cái đẻ trứng, dường như chúng mất cảm giác đau đớn và không biết gì đến xung quanh nữa. Con rùa cái này đã quay lại đây 3 lần để đẻ trứng. Simon đo mai rùa để ghi lại xem rùa da lớn nhanh cỡ nào. Thế nhưng, có rất ít dữ liệu về loài vật đang bị đe dọa tuyệt chủng này. Simon ngắm nhìn vẻ hiền hòa của những con vật khổng lồ này và sẵn sàng đối mặt với sự tức giận và phản đối của dân làng. Anh đã nhiều lần bị tấn công và nhà anh bị người ta đến phá. Nhưng mọi thứ đã khác. Giờ đây, anh trở thành người hùng vì rùa da đã thu hút du khách. Họ mang lại thu nhập mà người dân Dominica rất cần. Khi con rùa cái bắt đầu lấp ổ trứng, Simon rút lui để giữ khoảng cách an toàn. Từ lúc này, không được làm phiền nó nữa. Mặc dù kiệt sức, nhưng nó vẫn phải xúc hơn một tấn cát. Hai tiếng sau thì xong xuôi. Không còn bị trứng chèn ép lên ruột và phổi nữa. Bụng rùa mẹ nhẹ hẳn và nó trở về với môi trường dành cho nó, đó là biển cả, nơi cái thân hình nặng nề của nó lại trở nên nhẹ bẫng.
có một lý do khiến rùa da đến Dominica hàng nghìn năm qua. Trứng của chúng cần 65 ngày có nhiệt độ ổn định để phát triển. Và các núi lửa đen chính là môi trường lý tưởng. Thêm nữa, vịnh nhỏ này được núi bao bọc và ở hòn đảo hẻo lánh này có ít thú săn mồi hơn nhiều so với trên đất liền. Khủng khiếp của hoạt động núi lửa liên tục tạo ra các môi trường mới và những cơ hội mới cho quần thể động thực vật. Ở cả bên trên lẫn bên dưới mặt biển, cá chỉa vôi là bậc thầy về ngụy trang. Nó thông thạo từng cm khu vực săn mồi và gần như không bao giờ rời khỏi đó. Một đàn cá thu đến gần vỉa đá của nó khiến nó lo lắng, ngay cả một kẻ săn mồi lão luyện cũng có thể bất thình lình trở thành con mồi. Ngày càng nhiều cá thu xuất hiện. Để đảm bảo an toàn, con cá chỉa vôi đổi màu và sử dụng hình dạng của mình để vô hình. Đột nhiên, lý do khiến đàn cá thu xâm nhập mới rõ ràng. Hàng triệu con cá tí hon đã đến vùng nước nông này. Đây là thứ mà đàn cá thu mong đợi. Nhưng những con mồi tiềm năng có nhiều cách để tự vệ. Sử dụng cơ quan đường bên vô cùng nhạy cảm, chúng có thể phát hiện chuyển động của cá thu và đồng loại của mình. Điều này cho phép đàn cá chuyển động đồng bộ nhịp nhàng. Mỗi con cá sẽ ngay lập tức lặp lại chuyển động của con cá cạnh mình, đánh lừa cho con vật săn mồi tưởng rằng chúng là một con cá to khổng lồ. Đối diện đàn cá to khổng lồ như vậy, cá thu không thể tập trung vào từng nạn nhân riêng lẻ. Loài cá bé xíu còn nấp cả vào san hô nữa. Cuối cùng, đàn cá thu cũng chịu thua và rút lui. Lúc này con cá chỉa vôi mới trồi lên khỏi chỗ nấp, dùng con cá vẹt đèn đỏ làm vật ngụy trang di động. Các nhà khoa học gọi hành vi này là đeo bám. Con cá vẹt dùng cái mỏ của mình để sục sạo trong lớp tàu trên bề mặt đám san hô. Chúng lùa ra những sinh vật nhỏ xíu, khiến chúng trở nên dễ bị ăn thịt hơn. Sau chuyến săn mồi thất bại là cuộc chiến trong nội bộ đàn cá thu xanh tại một trạm vệ sinh gần đó. Rõ ràng là nhu cầu sử dụng dịch vụ của cá mó lợn Tây Ban Nha là quá cao. Ngay khi nó bắt đầu làm vệ sinh cho một con cá thu thì một con cá khác đã lao vào. Đối mặt với quá nhiều khách hàng hung hăng như thế, con cá chuyên làm vệ sinh cuối cùng cũng bỏ cuộc và rút lui vào đám san hô. Cá bống vàng có chiến lược đặc biệt khi cá mó choáng ngợp trước số lượng đàn cá, hoặc là khi nó đã quá bận rộn, chúng sẽ tự làm sạch. Ở một số dạng san hô, có thể thấy rõ dấu vết của chúng. Cá bống đang tìm cách cạo sạch những con ký sinh trùng. Ngay cả khi xong việc rồi, cá bống vàng vẫn nấn ná ở lại. Dù không có lũ cá làm vệ sinh giúp thì cũng luôn có khả năng kiếm được một bữa ăn giàu đạm. Hàng trăm con cá mó đầu xanh tụ tập trên một đám san hô ở gần đó. Những con cá đực và cá cái đồng thời lao vút lên phía mặt nước để đẻ trứng và thụ tinh trong dòng nước. Những con cá sọc nhanh lẹ ngay tức khắc có mặt để lao vào kiếm ăn. Con cá bống vàng oai vệ nằm đợi bên dưới để thu gom những gì còn lại.
Dịch vụ làm vệ sinh đã bị quên lãng, dường như con cá này chỉ nằm chờ các phụ tá của mình giao phối. Ở dạng san hô này chẳng có khái niệm về sự biết ơn. Nhưng cá máu vệ sinh thì có vẻ rất thông thạo tình hình. Từng nhóm cá nhỏ rời khỏi đàn cá chính và lặng lẽ giao phối ở cách đó vài mét để đảm bảo sự sinh tồn cho giống loài của chúng. Đàn cá bác sĩ màu xanh sẫm thì chẳng hề quan tâm đến những chuyện này. Chúng ăn chay và còn mải mê thu hoạch tảo. Nhưng ở gần những hòn đảo núi lửa, lũ cá lêu lổng đói bụng này gặp phải những khó khăn bất ngờ trong khi đi kiếm ăn. Đàn cá tản ra, và chỉ con nào dũng cảm nhất mới dám lao mình vào cái gọi là vỉa đá sâm panh. Bọt khí nổi lên từ dưới đáy là do núi lửa, và nước ở đây vừa nóng vừa đầy chất độc. Ở rìa của khu vực núi lửa này, cá nắp hòm cẩn thận tìm kiếm thức ăn. Ở đây, chúng không lo gặp phải cá săn mồi. Những loài vi khuẩn và tảo chuyên biệt biến những chất độc như lưu huỳnh thành thức ăn, hình thành những cộng đồng cộng sinh không có ở đâu khác. Loài sên rau diếp thì có một chiến thuật khác hẳn. Nó cất trữ tảo trong người và sử dụng đường mà tảo quang hợp làm nguồn năng lượng. Màu sắc tươi sáng của con sên biển cảnh báo cho những kẻ săn mồi biết rằng nó có độc, nên nó cứ việc thỏa sức ăn uống khắp vỉa đá sâm panh. Khi mảng kiến tạo Bắc Mỹ trượt bên dưới mảng Caribe với tốc độ khoảng 2 cm một năm, quần đảo Guadeloupe và Dominica cũng dịch chuyển theo. Những dạng san hô cổ đại bị đẩy trồi lên, tạo ra những dốc đứng san hô hóa thạch kỳ lạ trên cạnh đá núi lửa. Ngoài khơi các hòn đảo, đáy biển đột ngột thụt sâu xuống hơn 5.000 m. Khu vực này là nơi cư trú của một đàn cá nhà táng. Những con cá cái và lũ cá con không bao giờ rời khỏi đây. Điều bất thường đối với một loài thường chu du hàng nghìn km mỗi năm. Đây là những con cá nhà táng hiếm hoi sống gần đất liền như vậy. Liệu hoạt động núi lửa của vùng này có liên quan gì đến hành vi của chúng không? Cá nhà táng sống ở các vùng nước sâu, nơi chúng có thể tìm thấy loại thức ăn yêu thích, đó là mực ống. Đây là nơi duy nhất trên trái đất mà cá nhà táng có thể săn mồi gần đất liền như vậy. Nhà sinh vật học Shane Guerrero tin rằng địa chất bất thường của vùng này là lý do khiến cho cá voi hình thành kiểu hành vi độc đáo như thế. Shane dành nhiều thời gian cho lũ cá voi hơn cả gia đình mình, để tìm hiểu về cách chúng giao tiếp và cấu trúc đàn của chúng. Ở đây có 4 con, số lượng tối thiểu là bao nhiêu? Chúng đang nhảy lên ở phía đường chân trời. Tôi nghĩ đây là đàn cá rất đông và đang tản ra. Một con cá con nổi lên, thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Cá mẹ đã trở lại sau chuyến săn mồi. Con của nó không thể đi theo mẹ xuống độ sâu hàng nghìn mét dưới mực nước biển và phải lang thang một mình hàng giờ ở phía mặt nước. Cá voi con ngay lập tức sán đến chạm vào mẹ, và hai mẹ con ríu rít trò chuyện với nhau bằng những âm thanh nghe lách cách. Cá nhà táng cũng đặt tên cho nhau. Khi cá mẹ gọi con, nó phát ra một loại âm thanh cụ thể. Các nhà nghiên cứu hy vọng một ngày nào đó sẽ hiểu được ngôn ngữ rất phức tạp của cá voi
Có lẽ là với sự trợ giúp của máy tính, nhưng còn rất lâu nữa mới làm được. Shinjiro có một sứ mệnh khác. Anh hy vọng sẽ là nhà khoa học đầu tiên gắn cho cá nhà táng một thiết bị phát tín hiệu. Anh muốn tìm hiểu thêm về độ sâu mà cá con có thể lặn xuống được và cách mà cá voi con giao tiếp với cá trưởng thành trên mặt nước và dưới lòng biển sâu. Okay, tags going up. Anh đã theo dõi chú cá con 2 tháng nay mà chưa thành công. Mặc dù trên thuyền có cái cần dài 8 mét để phục vụ mục đích này, nhưng cả nhóm vẫn cần đến đủ gần để đặt thiết bị phát tín hiệu. Cho đến giờ, con cá mẹ dài 12 mét vẫn chưa cho phép. Nhưng hôm nay, bà mẹ bao bọc kia lại rất kiên nhẫn. Nếu may mắn, trong vòng 48 giờ tới, cả đội sẽ có được thông tin mới về hành vi của đàn cá nhà táng này. Ở đầu bên kia của hòn đảo, Simon đang cẩn mẫn làm việc trên bãi biển. Gỗ vụn trôi dạt lên bờ biển mỗi ngày, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ cản trở lũ rùa con mới nở tìm đường về biển cả. Simon thường làm việc một mình. Dân làng có thể đã thôi không săn bắt rùa nữa, nhưng vẫn chưa sẵn lòng giúp đỡ anh. Khi mặt trời đã lặn, ánh trăng bắt đầu tác động đến thế giới động vật theo những cách rất khác lạ. Con sao biển nữ thần đầu rắn vươn những cánh tay của mình ra khi lũ sinh vật phù du nổi lên từ dưới đáy biển sâu. Cá trình cỏ chui lên từ những cái tổ trong cát để bắt những con cua bé xíu và ấu trùng cá. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng vì cá trình luôn cắm đuôi vào trong cát để có biến thì còn tẩu thoát cho nhanh. Con cá bơn này thì chẳng quan tâm gì mấy đến lũ cá trình óng ẹo kia. Giống như cá thằn lằn, nó di chuyển khéo léo để vào vị trí tối ưu, chờ một bữa ăn thịnh soạn. Vào dịp trăng tròn, quan trọng là phải có chiến lược phù hợp, phải có mặt đúng địa điểm và thời điểm. Lũ bạch tuộc thì thích dùng vũ lực hơn là chiến thuật lừa dối tinh vi. 8 cái râu cho phép nó sục sạo vào những cái hốc để tìm mồi nhanh gấp 8 lần. Rất nhiều hốc có nghĩa là nhiều thức ăn, nhưng cũng có nhiều bạch tuộc đói bụng quá. Và con to con nhỏ đủ cả. Không may là dùng mực không ăn thua vì con bạch tuộc kia biết thừa trò này. Con bạch tuộc to hơn tìm cách lôi con nhỏ hơn về phía cái mỏ cứng ở dưới bụng của nó. Nhưng khi 16 cây chân quặp vào nhau thì kỹ năng lại quan trọng hơn kích thước hay sức mạnh. Cuối cùng cũng đến sự kiện mà tất cả các con vật săn mồi đều chờ đợi. Cá ốt me và cá sòng gió đã theo bầy sinh vật phù du từ các vùng biển khơi đến rạn san hô này. Con cá trình vân lớn dường như bị choáng ngợp vì có quá nhiều con mồi. Nó không tài nào quyết định được.
Nhưng chiến thuật của con cá bơn đã hiệu quả. Chúng không cần phải nhắm vào con mồi một cách chính xác. Vì cái miệng rộng của chúng tạo ra lực hút khi chúng há miệng, nên con mồi cứ thế là bị hút vào. Cá thì chẳng bao giờ biết hài lòng. Chúng ăn không ngừng, ngay cả khi đã no. Chỉ 15 phút sau, tất cả đã kết thúc và đàn cá lại đi tiếp. Trăng tròn cũng ảnh hưởng đến bãi biển của lũ rùa ra. Có cái gì đó khuấy động trong 3 cái ổ trứng cùng một lúc. Có đến 100 con rùa bé tí xíu đang đào bới để tìm đường chui ra khỏi những cái tổ sâu đến cả mét. Chúng phải ra biển càng nhanh càng tốt. Ở Dominica có ít loài chim biển đe dọa lũ rùa non. Hòn đảo này quá trẻ tuổi và lại ở quá xa đất liền nên không có các loài thằn lằn hay thú có vú lớn. Nhưng các núi lửa đen nóng lên nhanh chóng khi mặt trời mọc. Và lũ rùa con mới nở đối mặt với một thách thức khác. Những đám tảo đuôi ngựa dạt lên bãi biển là một trở ngại vô cùng tốn sức lực. Những chú rùa non càng chậm xuống biển thì càng dễ mất nước và có nguy cơ chết dưới nắng. Kiệt sức, lũ rùa bị mất phương hướng. Ngày càng nhiều tảo đuôi ngựa dạt lên bờ biển. Rất có thể là bởi thay đổi dòng hải lưu do hiện tượng trái đất nóng lên. May mà Simon sáng nào cũng đến để kiểm tra xem lũ rùa của anh thế nào. Anh còn theo học một khóa huấn luyện nắn xương để giúp chúng. Anh dùng những động tác nhẹ nhàng để tăng cường năng lượng cho chúng. Một số nhà sinh vật học nghi ngờ phương pháp này. Nhưng những chú rùa da bé xíu lại khởi hành với một luồng sinh khí mới. Ngay cả chướng ngại vật cuối cùng là chuyến leo núi đối với một con rùa cũng không ngăn cản được chúng. Cảm nhận được là đã gần đến mép nước, lũ rùa gắng sức lần cuối cùng. Những con rùa đực sẽ không bao giờ quay lại bờ biển. Và những con cái thì chỉ quay lại mỗi năm vài giờ đồng hồ. Nếu như núi lửa cho phép, thì nhiều con rùa cái sẽ trở lại chính bãi biển cát đen ở Dominica này khoảng 30 đến 40 lần. Sengero và cả nhóm đã theo dõi con cá nhà táng con 2 ngày liền. Một cú đánh đầu tốt đấy. Đúng như dự định, thiết bị phát tín hiệu đã đáp xuống con cá voi. So với nỗ lực để gắn thiết bị thì việc thu thập tín hiệu là chuyện dễ dàng. Nice, tags on board guys. All right. Welcome back on board, tag. Dữ liệu thu được từ thiết bị mới gắn cho thấy lũ cá nhà táng con không chỉ được nuôi nấng bởi cá mẹ. Khi cá mẹ đi săn mồi dưới đáy biển sâu, một thành viên khác trong đàn ở lại với cá con và trò chuyện với nó. Các nhà nghiên cứu cũng sử dụng ảnh chụp
để xác định xem mỗi con cá đóng góp bao nhiêu phần vào việc nuôi nấng cá con. Okay, it's a momming calf. Yeah, left side suckling. Mỗi con cá nhà táng có thùy đuôi riêng biệt. Trên chỉ có thể phân biệt những con cá khi chúng ngụp xuống. Vì đó là lúc duy nhất nhìn được thùy đuôi của cá. Từ đó các nhà nghiên cứu có thể xác định thành viên nào trong đàn cá còn ở lại phía mặt biển. Cá nhà táng mất 3 năm để học được ngôn ngữ đặc biệt của chúng. Sau đó, chúng có thể tạo ra âm thanh lách cách đúng nhịp điệu trong ngôn ngữ phức tạp của mình. Và nó chỉ tồn tại ở vùng biển Caribe. Cho đến giờ, Shane và cả nhóm đã xác định được 22 từ khác nhau, dài từ 3 đến 10 âm lách cách. Giống như một em bé, cá voi con cần thời gian để học hỏi. Vì ngôn ngữ và cách mà cá voi con được nuôi nấng, cũng như cự ly gần đất liền một cách bất thường như thế này, Shane tin rằng cá nhà táng Dominica có văn hóa và truyền thống riêng của mình. Anh tin rằng những điều đó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu như cá nhà táng Dominica biến mất, thì di sản này cũng sẽ biến mất theo. Tiếc rằng đây là một khả năng rất có thể xảy ra. Cứ 3 con cá được sinh ra, thì chỉ có một con sống sót sau năm đầu tiên. Lưới đánh cá có thể giết chết những con cá con chưa có kinh nghiệm sống. Nếu cứ theo đà này, thì đến năm 2030, cá nhà táng sẽ biến mất ở vùng này. Nếu như đàn cá nhà táng sinh con, thì chúng sẽ thích trú ẩn ở phía đảo quay mặt về đất liền. Đảo Dominica và Guadeloupe đều có hai mặt riêng biệt. Mặt quay về phía Đại Tây Dương thì hoang dã và bão táp. Cảnh quan ở đây chủ yếu là những bờ biển hiểm trở đầy đá, quanh năm gió rít và sóng đập. Để tồn tại ở những nơi như mũi hummingbird, các loài vật cần những chiến thuật sinh tồn đặc biệt. Cua đá tranh thủ từng giây giữa những cơn sóng cồn để ăn tảo dạt lên đá. Lũ cua dùng những cái chân phủ đầy gai tìm thức ăn trên các tảng đá. Những loài sinh vật biển này có thể thở trên cạn vì chúng hút nước từ những cơn sóng cồn ngập vào hang. Khi đã rút hết oxy, chúng đẩy nước ra. Những con cua đá nhanh nhẹn này thích nghi thành công với cuộc sống ở môi trường quanh năm sóng đánh. Một thế giới mà ngoài chúng ra, chỉ có những loài giáp xác có khả năng bám chắc. Mặt kia của hòn đảo đối diện với Trung Mỹ, với vô vàn những vịnh biển đẹp như tranh vẽ. Cát san hô trắng và đá núi lửa đen tuyền hòa trộn vào với nhau trong những sắc nâu liên tục chuyển màu. Loài diệc xanh bé nhỏ thì chẳng thích sóng tẹo nào. Sau khi đi săn mồi, bộ lông ẩm ướt của chúng cần được chăm sóc tỉa tót. Hôm nay là một ngày vất vả và giữa ngày nó nghỉ giải lao một lát. Công sức mà nó dùng để đến đây và lội ra giữa những con sóng quả là cũng bão công. Con cá con kiếm ăn giữa những khe đá, nơi mà sóng khuấy tung cát lên. Chú diệc xanh săn tìm những con cá rô đến đây kiếm ăn.
Dĩ nhiên là khi nào tránh xa những con sóng đáng ghét thì chúng mới thưởng thức bữa ăn. Không như ở các bãi cát, những bộ rễ đan cài vào nhau ở rừng nước là nơi ẩn náu thực sự tốt cho loài cá nhỏ, nhưng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cá sọc làm tổ ngay phía trước những cây đước, cá bố và cá mẹ cùng nhau canh gác những quả trứng màu tím. Nhưng con cá nhồng đã để mắt đến nó. Cặp đôi cá bố mẹ tương lai thoát một cái biến mất vào đám rễ cây. Con cá săn mồi biết rõ quy trình, nó sẽ chờ cơ hội. Nhưng đó là một thảm họa với cái tổ. Vì không tấn công được cá bố mẹ thì con cá nhồng lao vào cái tổ chưa vơ, không được bảo vệ. Cá bố mẹ càng trốn lâu thì sẽ còn lại càng ít trứng. Chỉ khi con cá nhồng bỏ đi rồi, cặp đôi cá sọc mới bơi ra để bảo vệ ổ trứng. Chúng phải canh gác tổ của mình trong vòng một tuần, suốt 24 giờ. Tiến hóa có thể cho thấy những chiến thuật kỳ lạ ở cái mê cung sự sống này. Giun dẹp gia hổ là loài lưỡng tính. Giao phối không phải là một hoạt động nhẹ nhàng tình cảm. Sau khi ngừng lại để đánh giá trong chốc lát, chúng lao vào đánh nhau. Kẻ chiến thắng sẽ đảm nhận vai trò của con đực. Dương vật hình cái dùi của nó bơm tinh trùng vào da của đối phương. Con cái khi đó sẽ phải vắt kiệt sức để mang thai. Tinh trùng chui vào cơ thể, tìm đường đến chỗ trứng và thụ tinh. Con đực tiếp tục đi tìm đối tượng tiếp theo trong rừng nước. Vì mưa liên miên, do mây dồn và thành núi lửa nên có vô vàn những dòng suối nhỏ chảy xuống thung lũng. La Grande Sophia, ngọn núi lửa đang ngủ ở Guadeloupe, có hàng trăm dòng suối như thế. Thảm thực vật xanh tốt dọc theo bờ suối là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho các cư dân sống dưới nước. Dung nham đã nguội từ những lần phun trào cổ xưa tạo thành một hệ sinh thái độc nhất vô nhị ở khắp vùng Caribe. Nhiều cư dân dưới nước ở đây đã từng sống dưới biển. Với tốc độ nhanh khủng khiếp, thì những con vật này đã thích nghi với đời sống nước ngọt và chuyển vào sống trong đất liền, thường phải chu du vài trăm km ngược dòng nước. Một số loài cá sống bằng các loại trái cây chín trong rừng mưa. Tôm suối thì sống bằng các loại cây địa phương. Có 14 loài tôm khác nhau sống dưới suối ở Guadeloupe. Chúng cần nước mặn để nuôi con, một điểm nhắc nhở về nguồn gốc biển cả.